Em xin kính chào tất cả cô chú chị và các bạn đang xem video Giao Phúc Sen Cao Bằng của cơ sở nhà em Tươi. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2023. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Tươi, chuyên bán các loại dao, đồ nông cụ, rèn hoàn toàn thủ công từ làng nghề Phúc Sen, quê hương Cao Bằng, một làng nghề truyền thống nổi tiếng với bề dày lịch sử, chuyên rèn các loại nông cụ cũng như là các loại dao sắc bén, bền đẹp và bảo hành 1 năm trong quá trình sử dụng. Số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng với bên em là số 0888633389. Cô chú anh chị mua hàng có thể gọi điện thoại trực tiếp, nhắn tin hoặc có thể kết nối Zalo với bên em. Và phí ship bên em là 30.000 đồng trên một đơn hàng. Cô chú anh chị mua từ 3 đơn hàng bên em, 3 sản phẩm bất kỳ bên em sẽ hỗ trợ phí ship. Và tất cả các mặt hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đồng kiểm hàng với bưu tá, nên cô chú anh chị yên tâm về chất lượng của sản phẩm nhé. Và em không làm mất thời gian của mọi người nữa, em xin được điểm qua và báo giá. Rất là mong nhận sự ủng hộ cô chú anh chị ạ. Tất cả các mẫu dao bên em bán thì đều được bảo hành 1 năm trong quá trình sử dụng. Đầu tiên thì em xin giới thiệu với cô chú anh chị về vị trí số 1. Ở vị trí số 1 em xin giới thiệu với cả nhà mình là một mẫu dao tông. Dao tông cán liền, chất liệu là nhíp xe IFA của Nga và được rèn hoàn toàn thủ công với đường nhiệt chuẩn, tôi bằng nước và cán của nó là bằng cán liền. Cái lưỡi dao sắc bén và nó dài khoảng 26-27 phân, chiều ngang khoảng 5 phân rưỡi, độ dày sống dao 3 ly, mẫu này nó nặng khoảng 5 lạng. Đây là những cái đường búa đập này cô chú anh chị này. Và giá bán là 150.000 cho mẫu dao ở vị trí số 1. Cô chú anh chị dùng để thái, chặt cây hoặc là chặt gà thoải mái nhé, ở vị trí số 1 ạ. Vị trí số 2 em xin giới thiệu với cả nhà mình là mẫu liềm, là một cái con liềm được rèn thủ công. Với cái lưỡi dao của nó là những cái hình răng cưa rất là sắc. Chưa tra cán, các bác về tra cán theo nhu cầu sử dụng. Con liềm này thì em bán là 50.000 cho vị trí số 2 con liềm. Vị trí số 3 là một con dao quắm. Con dao quắm này thì được rèn cách tân một xíu, là cái lưỡi dao nó hơi cong vòm để cô chú anh chị có thể dùng để giật cành, chặt cây được. Chưa tra cán, các bác về tra cán theo nhu cầu sử dụng. Giá bán là 150.000 cho mẫu ở vị trí số 3 là dao quắm cô chú anh chị nhé. Chất liệu là nhíp xe và nhíp dai luôn cô chú anh chị ạ. Ở vị trí số 4 là con dao bướm. Con dao này thì có lưới dao sắc bén, dài khoảng 22-23 và có cái đầu dao này hơi xéo xéo, có thể sử dụng để sấn được, dùng rất là sắc, chuyên thái. Con này thì cán liền, em bán 120.000. Mẫu dao thái thì bao giờ nó cũng rất là mỏng lưới và nhẹ, để mình thái mọi thứ rất là ngọt và nhẹ nhàng để không bị mỏi tay. Đấy là hình 4, mẫu dao bướm của chúng chị nhé. Ở vị trí số 5 em xin giới thiệu với cả nhà mình là mẫu dao dùng để chuyên thái. Con này chiều ngang 5 phân, dài 20. Mẫu dao thái bản nhỏ này em bán là 100.000 nhé. 100.000 thái rau củ quả, thái thịt thoải mái của chúng chị ạ. Hình 5, 100.000. Tiếp theo ở vị trí số 6. Vị trí số 6 em xin giới thiệu với các bác. Vị trí số 6 là con dao dùng để chuyên thái, như nó là bản to. Em vừa mới nhỡ tay một cái đã bị xứt luôn. Mẫu 6 là mẫu dao dùng để chuyên thái bản to, chiều ngang 6 phân, nó dài 22 nhé. Và mẫu này em bán là 150.000, chiên tất cả các bác 150.000, hình 6. Tiếp theo hình 7 là mẫu dao cũng dùng để chuyên chặt các loại gà, vịt, xương sườn. Mẫu này nặng 5 lạng rưỡi, gần 6 lạng và bên em bán là 150.000. 150.000 cho các bác dùng để chặt gà, chặt được xương sườn. Tiếp theo, ở vị trí số 8 là mẫu dao dùng để chặt xương ống, xương trâu bò. Nói chung là cái này là dùng để chuyên chặt, độ dày sống dao 6 phân, chiều ngang 9 và dài 22-23, chuôi liền, chuôi cuốn đấy ạ. Giá là 200.000, 200.000 cô chú anh chị nhé. Đây là các mẫu dao bằng cán liền, cán cuốn, giá 200 là mẫu dùng để chặt các loại xương to. Mẫu số 9 em xin giới thiệu với cả nhà. Hôm nay em có một số mẫu dao mèo này, em bán giá tri ân tất cả các bác, mỗi loại chỉ còn một con. Nên là các bác mà thấy hợp lý thì mua ủng hộ em, giá chưa bao giờ có đẹp như hôm nay luôn ạ. Hình 27, một con dao mèo dài 30.
hai bên má bản đen truyền thống cán liền. À, cán của nó là chuôi bằng gỗ cán cẩm chỉ nhá. Chỗ này 5 lạng 5 phân rưỡi này. Dùng để thái và chặt gà thoải mái. Và em bán tri ân là 200.000. 200.000 cho hình số 9. Hình số 10 trong buổi trưa ngày hôm nay là mẫu dao parang, lưỡi dao dài khoảng 30, chỗ rộng nhất 6 phân và cán ốp rất là đẹp. À, cái này thì em bán giá 200.000, 200.000 cho các bác về chặt mọi thứ luôn. Con này nó nặng khoảng 7 lạng hơn 8 lạng cô chú anh chị ạ. Đấy là hình số 10. Hình 11 em xin giới thiệu với cô chú anh chị là mẫu dao mèo. Con này thì em bán tri ân 220.000. Nó dài 28, độ dày sống dao khoảng 4 ly, cán của nó bằng gỗ cẩm chỉ, dao mèo, mũi thẳng, giá 220, hình 11. Hình 12 là mẫu dao mèo, dài 27-28 và có gờ an toàn cán liền. Con này thì em bán giá tri ân, giá 180.000, bởi vì con này nó bị lỗi một tí ở cái chỗ này. Là do cái vết của cái nhíp từ lúc mình cắt thôi. Tuy nhiên thì con này các bác cũng thoải mái sử dụng thái và chặt gà. Em bán giá là 180.000. Chưa bao giờ có rẻ như thế này luôn. Bán là dưới giá nhập tại xưởng luôn cô chú anh chị ạ. Bởi vì mỗi loại em còn một con. Hình 13 là một mẫu dao tông. Con này thì hai bên đánh nhám chống dính cán cẩm. Và cái lưỡi dao nó dài khoảng 27-28 và đầu nó hơi xéo xéo như này. Sử dụng thái chặt gà thoải mái ok các bác nhé. Độ dày sống dao 3 ly và em bán giá là 200.000. Hôm nay con này em bán tri ân 180. Bình thường là bán 250.000 đấy ạ. Nói chung là các bác thoải mái sử dụng, mua một lần là dùng cả đời được luôn. Hình 14 là một mẫu dao parang mũi thẳng. Con này hôm nay em bán tri ân giá 200.000. Độ dài khoảng 25 phân. Nó nặng khoảng 5 lạng rưỡi 6 lạng, giá 200. Hình 15 là một con dao mèo. Con này hôm nay em cũng bán giá tri ân với giá 200.000. Nó dài khoảng 25 phân và cán ốp dùng thái chặt gà thoải mái, giá 200.000. Đấy là hình 15. Tiếp theo ở đây em xin giới thiệu một số mẫu dao chất liệu thép trắng không rỉ sét. À, chất liệu thép trắng là chất liệu mà dùng nó không bị rỉ, giống như là dao nhíp. Tuy nhiên thì dao nhíp mình mà càng dùng thì nó lại càng sắc và nó cũng không hề rỉ khi mình sử dụng thường xuyên. Còn nếu mà lâu lâu mình mới sử dụng thì một bí quyết đơn giản nhất là cô chú anh chị không rửa xà phòng. Mình chỉ rửa bằng nước thôi và để lau dao nó khô đi là nó cũng không bị rỉ cô chú anh chị nhé. Mình mà rửa xà phòng vì chất liệu nhíp thì nó sẽ hay bị han rỉ đỏ lên. Đấy là một cái thực tế không thể tránh khỏi. Còn đối với dao chất liệu thép trắng là do cái chất thép của nó rồi là nó không bị rỉ đâu, mình thoải mái rửa xà phòng. Và mình dùng gia đình hay nhà hàng, nếu cảm thấy hợp lý và ưng ý là mình có thể lựa chọn chất liệu nhíp xe. Hình 16 là mẫu dao bầu lọc cong. Con này rất là xinh nhá. Và nó dài khoảng 18-19 phân. Con này thì em bán giá 200.000, dùng để lọc thái rất là sắc. Hình 17 em bán là 200.000, dao bầu to dài 22-23, cán cẩm và chất liệu thép trắng, chiều ngang 7 phân nhá. Dùng thái lọc, giá 200. Hình 18 là dao bầu to. Con bầu này thì các bác dùng để chặt gà thái, dài 22, chiều ngang 7 phân rưỡi, cán của nó là cán ốp rất là đẹp như thế này. Dao thép trắng không bị rỉ trong quá trình sử dụng, các bác ngâm muối nó cũng không rỉ nhá. Hình 18 em bán giá 250.000. Những mẫu dao bếp này là có thể nói là những cái mẫu chủ đạo của bên cơ sở nhà em. Các bác đã mua rồi đều ưng ý và giới thiệu người thân mua. Bởi vì dùng nó rất là vừa vặn với tay và sắc không kém phần sắc bén. Đấy. Hình 18 là một mẫu dao thép trắng nữa. Con này chiều ngang 9 phân và dài 22. Dùng để chuyên chặt gà bản vuông. Bác nào mà không thích đầu nhọn thì có thể sử lựa chọn cái bản vuông này. Cũng rất là xinh. Và giá bán là 250.000 là hình 19 ạ. Hình 20 là một mẫu dao thép trắng dùng để thái gọt rau củ quả, thái được thịt luộc, cán ốp, giá 200.000, chiều ngang 5 phân, dài 20. Và một mẫu dao thép trắng nữa em hôm nay bán giá tri ân các bác. Bác nào mà thích dao có thể mua sưu tầm con thép trắng này rất đẹp. Nó dài khoảng 22 phân, lưng thẳng, độ dày sống dao khoảng 4 ly, cán ốp rất là vừa tay, tất đầm. Con này thì hôm nay em bán giá tri ân với giá 250.000, 250.000 cho hình số 21 là mẫu dao chất liệu thép trắng, dao bầu. Và ở đây thì ngoài các mặt hàng dao thì em có thớt nghiến, thớt gỗ nghiến tự nhiên nhá. Thớt nghiến này thì các bác về cứ thế là dùng thôi. Và giá bán là 350.000 cho cái mẫu thớt là đường kính 35 và đường kính 30, em xin lỗi nhá, đường kính 30 và độ dày của cái thớt là 4 ly. Cái 4 phân
4 phân. Các bác dùng để chặt gà, dùng gia đình con này, cái thớt này rất là vừa vặn, giá 350.000. Và đây thì em có bán kèm đá mài. Khi các bác sử dụng lao lâu ngày thì mình có thể sử dụng đá mài. Đá mài bùn suối, đá mài tự nhiên rất mịn. Và đá mài này em bán giá là 100.000 trong cục đá mài như vậy ạ. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu với cả nhà mình về củ bình vôi, một cái loại dược liệu quý, hàng tươi, các bác dùng để hãm nước uống, chữa an thần mất ngủ hoặc là có thể chơi tiểu cảnh rất là đẹp ạ. Em xin giới thiệu với cả nhà về cái củ bình vôi này ấy, là có một tên gọi khác là củ ngải tượng. Mình có thể dùng để chữa hãm trà nước uống, hãm tươi hoặc là hãm khô đều được. Giá 30.000 đồng 1 kg thôi. Đây là củ lõi vàng này, rất là đẹp này. Cái này bà con đi rừng khai thác về, em thu mua và bán cho các bác. Bác nào muốn lấy hàng khô thì đăng ký với bên em đang phơi nhé. Hàng khô để 150 một cân, còn hàng tươi là 30.000 một cân. Vâng, một lần nữa em xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác, cô chú, anh chị ở các clip bán hàng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.